Điểm tin tài chính Giác Cát Lợi. Lúa mì, vụ thu hoạch lúa mì Đông Mỹ đạt 6%, vượt kỳ vọng thương mại và cao hơn mức trung bình 5 năm 3%. 21 khu vực của Nga đã bị ảnh hưởng bởi sương giá và phá hủy hơn 1% mùa màng của đất nước. Lúa mì tiếp tục xuống giảm, khả năng hồi phục thấp, ưu tiên bán xuống. Tuy nhiên, bán ở thời điểm phiên hôm nay sẽ có rủi ro cao hơn phiên hôm qua. Tuyệt đối không mua lúa mì khi đang đao chen. Đường, sản xuất đường ở Trung Nam Brazil trong nửa đầu tháng 5 chậm giúp thúc đẩy giá phục hồi. Thời tiết tại Brazil vẫn khô hạn đến giữa tháng 6, dấy lên lo ngại về việc kết thúc vụ mùa. Đường đã tạo vùng tích lũy mới sau khi break khỏi vùng sideway cũ. Giá reset tại vùng sideway cũ với lến rút chân nếu giá break khỏi vùng 19 sẽ xác nhận cấu trúc tăng, hình thành sau khi giá đã tạo xong mô hình ba đáy, ưu tiên canh mua lên với mặt hàng này. Bạc, đồng đô la giảm do lo ngại kinh tế của Hoa Kỳ. Kim loại quý chịu áp lực, bạc giảm mạnh nhất trong 2 tuần. Giá bạc bị ảnh hưởng bởi giá đồng giảm 2% xuống mức thấp nhất 4 tuần. Bạc đang tiếp tục cấu trúc giảm, giá đã hồi phục sau nhịp giảm hôm qua, ưu tiên canh bán xuống khi có tín hiệu đảo chiều kết thúc nhịp hồi phục